Rồi, xin mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thủ thuật hay Kỳ Lương trong ngày hôm nay. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ các bạn cái cách để ông ta phát Wi-Fi từ cái Windows 11 của chúng ta các bạn ha. Thì cái chức năng của nó sẽ là điểm truy cập Wi-Fi cho chúng ta. Thì ở đây chúng ta sẽ click vào cái chỗ biểu tượng là cái cục pin nè, nhá, cục pin nè, hoặc là biểu tượng Wi-Fi, hoặc là biểu tượng âm thanh nè. Thì hiện tại trên đây là có các chuyện như chế độ là Wi-Fi rồi máy bay đúng không, pin rồi. Chế độ ban đêm đúng không? Cast là chuyển màn hình đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô cái phần cái bút này. Chúng ta click vào cái bút nha các bạn nha. Bây giờ cái bút này. Thì click vào cái bút này thì chúng ta sẽ có thêm một số cái mục để thêm bớt nha. Thì bây giờ mình sẽ add thêm một số cái chức năng. Add thêm này. Đây, add thêm. Thì ở đây chúng ta có như là project nè, mobile hotspot nè, click vào mobile hotspot. Đây, click vào. Rồi ta ấn done. Như vậy chúng ta đã có một mobile hotspot. Và chúng ta có thể click vào đây để phát sóng các bạn ơi. Click vào để phát sóng đó, thấy không? Phát sóng. Đó, mình vừa kết nối wifi, mình vừa phát sóng luôn các bạn, thấy không ạ? Đó, khá là tiện ích. Và bây giờ chúng ta sẽ cài đặt một tí xíu để cái điểm wifi này mật khẩu và tùy biến chúng ta nó sẽ ok hơn và thích hợp hơn nhỉ các bạn. Chúng ta sẽ vào cái mục là Network and Internet. Đây, click vào đây. Thì chúng ta sẽ mục vào cái mục là Wi-Fi Hotspot. Click vào đây. Thì chúng ta sẽ cấu hình lại một tí xíu nha. Thì chúng ta sẽ edit để chúng ta cấu hình lại. Thì chúng ta chọn là thủ thuật là hay, tôi chọn vào kỹ lương chẳng hạn nha, thủ thuật hay kỹ lương chẳng hạn. Rồi mật khẩu thì có thể chọn là 1 2 3 4 5 6 7 8 8 chẳng hạn nha, tôi ấn save. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi và tôi sẽ quay lại cái màn hình chính của mình nha các bạn. Tôi bật cái wifi hotspot lên, đây tôi bật mobile hotspot bật lên. Thì hiện tại chúng ta đã phát được wifi từ máy tính laptop của mình ra rồi. Nó chức năng của nó y hệt như cái điện thoại di động phát wifi. Rồi, các bạn cảm thấy cái video này bổ ích không nào? Rồi các bạn đừng quên chia sẻ cái video này cho mọi người cùng biết nha. Rồi, xin mến chào tất cả các bạn. Hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé.